chuẩn bị hậu vận từ ngay bây giờ. Chứ không phải là chờ tới lúc mà hậu vận rồi chúng ta mới chuẩn bị thì nó lại không kịp. Tại vì cái hậu vận của một người nó được quyết định bởi tiền vận và trung vận. Chúng ta chưa vào cái giai đoạn hậu vận, nhưng ta phải nhìn trước được bức tranh. Hoặc chúng ta sắp vào cái giai đoạn hậu vận rồi, chúng ta thấy được bức tranh tổng quát, tổng quan và những bí mật của hậu vận, để chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo nhất để chúng ta có được một hậu vận tốt các bạn ha. Chia sẻ những bí mật, hãy gọi là những bí mật, có nghĩa là phần lớn mọi người bị hiểu sai về khía cạnh này, bị hiểu sai về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới hậu vận của mình ha. Thì cái hậu vận của cái gia đình đó được đánh giá là kém. Không phải cứ sống thiện lành, sống tốt, sống gọi là vị tha sống cho đi hết thì hậu vận mình sẽ tốt, trừ khi mình đi tu các bạn. Còn đối với người đời thì chưa chắc các bạn. Chốt lại là bí mật của việc là giữ được tiền hay không, giữ được tài sản hay không, giữ được những gì chúng ta làm ra hay không, là năng lượng của mình nó có mạnh hay không, nó có được tích tụ hay không, hay là nó bị hao tán ra ngoài. Tuyệt đối tránh bị bế khí, tránh bị tán khí. Và đối với phòng ngủ có một cái thuật, đó là nhiều lúc chúng ta nằm ở cái giường ngủ đó chúng ta rất là mệt, vị trí ngủ rất là mệt, nhưng mà đôi khi chúng ta dịch cái giường ngủ đó vài chục cm thôi, chúng ta dịch qua một cái thì giấc ngủ chúng ta có thể thay đổi khác nhau hoàn toàn. Cái địa lợi nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều, và không phải ngẫu nhiên hãy chia sẻ những cái bạn những cái điều nó vi diệu như vậy. Ba khía cạnh rất quan trọng của một cái hậu vận của một người, đó là xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tùng Lâm Hải, phong thủy khoa học và cá nhân hóa. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ với bạn về những bí mật của hậu vận, làm sao để phong thủy của căn nhà của mình nó hỗ trợ cho những khía cạnh này để tốt cho hậu vận của một người. Trong video này Hải sẽ chia sẻ với bạn về thứ nhất là những cái khía cạnh nào, những cái vấn đề nào nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái hậu vận của một người. Chúng ta biết là cái hậu vận trong cuộc đời một người nó sẽ có dòng chảy là ba giai đoạn. Thứ nhất là tiền vận trước 30 tuổi ha, từ 0 tuổi tới 30 tuổi là tiền vận. Trung vận từ khoảng 30 tuổi cho tới khoảng 60 tuổi là thuộc về trung vận. Và từ 60 tuổi trở về sau, hoặc là cái độ tuổi mà khi mọi người hết sức lao động làm hết sức lao động rồi, hết sức làm việc rồi, hoặc là mọi người hết cái độ tuổi làm việc, nghĩa là về hưu các bạn, hoặc là có những quý anh chị là về hưu sớm thì nó không nhất thiết phải là con số 60 Thì cái từ nếu chúng ta lấy cái đoạn để có thể là hình dung được về con số thì khoảng từ 60 tuổi trở về sau, khi mọi người đã nghỉ hưu rồi, mọi người không còn bon chen với cuộc sống, với công việc nữa thì cái hậu vận mình nó có tốt hay không, và nó bị ảnh hưởng bởi những cái khía cạnh nào, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái hậu vận mình. Và thứ hai sau khi chúng ta biết được những nguyên nhân mà ảnh hưởng tới hậu vận mình rồi thì chúng ta sẽ hóa giải những nguyên nhân đó như thế nào, cả về nhân hòa, sự nỗ lực của mình, những cái chiến lược, cũng như là về phong thủy các bạn ha. Thì trong video này các bạn sẽ được Hải chia sẻ những bí mật, hãy gọi là những bí mật, có nghĩa là phần lớn mọi người bị hiểu sai về khía cạnh này, bị hiểu sai về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới hậu vận của mình, cho nên là mình bị những tác hại của nó các bạn. Thì chúng ta, khi chúng ta biết được những bí mật đó rồi, chúng ta lật ngược vấn đề ra, thì chúng ta tìm được những chiến lược, những cách thức nó phù hợp để chúng ta chuẩn bị trước cho cái hậu vận của mình nó được tốt hơn. Tại vì như chúng ta biết là cái tiền vận của một người cái tiền vận một người thì nó sẽ được ảnh hưởng bởi cái phước phần quá khứ của người đó. Có nghĩa là cái độ tuổi từ 0 tuổi tới 30 tuổi, có nghĩa khi một người mà người ta thành công trước 30 tuổi, thành công ở tiền vận, thì nó không nằm ở người đó giỏi hay dữ, mà nó sẽ nằm ở cái cha mẹ người đó là ai, người đó được giáo dục như thế nào, được định hướng như thế nào, được cung cấp nguồn lực với cái nền tảng tốt như thế nào, thì người đó sẽ thành công trước 30 tuổi. Thì đây là nguyên tắc các bạn. Đương nhiên sẽ có những người thành công trước 30 tuổi nhờ cái nỗ lực của họ, nhưng mà rất là ít. Hoặc là cái người đó phải ra đời rất là sớm, ví dụ như không phải đi học đại học hết á, mà họ ra đời từ sớm mười mấy tuổi ra đời rồi và làm ăn, thì tới 30 tuổi họ thành công trước 30 tuổi, thì cái đó là chuyện hiếm, ít người có như vậy. Thông thường trước 30 tuổi mà thành công thì cái thành công đó nó đến từ phước phần của họ, đến từ cha mẹ của họ, đến từ gia tộc của họ, chứ không phải là đến từ cái nỗ lực cá nhân. Nỗ lực cá nhân của một người nó không đủ để giúp họ thành công về mặt tiền vận ha. Còn về mặt trung vận
Trung vận thì nó mới đánh giá đúng cái thực lực của một người. Chỉ cần một người giỏi và nỗ lực làm việc thì chắc chắn người đó sẽ thành công về trung vận. Đó là nguyên tắc. Và ha, dù họ có xui xẻo như thế nào, không may mắn như thế nào, xuất thân trong một gia đình như thế nào, nhưng mà chỉ cần họ là một người tài giỏi và có sự siêng năng làm việc thì người đó chắc chắn sẽ thành công ở trong trung vận. Là người đó rất khó mà thành công ngay tiền vận được, tại vì tiền vận nó cần may mắn nữa, nó cần gia đình hỗ trợ nữa ha. Nhưng mà trung vận thì khác. Trung vận thì cái quá trình mình lao đao ở tiền vận nó sẽ được hưởng thành quả ở trung vận. Cho nên trung vận nó thực sự đánh giá được cái tài năng, cái nỗ lực của một người ha. Cái giá trị của một người nó nằm ở trung vận ha. Còn những người mà thành công tiền vận rồi sau đó trung vận gãy đổ thì lúc đó phần đa là như vậy, phần nhiều là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái ai giỏi ai dở là chúng ta xem cái lúc trung vận là quan trọng nhất của việc là xem tài năng của một người. Và cuối cùng cái hậu vận thì nó lại được đánh giá bởi cái tiền vận và trung vận. Lúc tiền vận chúng ta sống như thế nào, chúng ta làm việc như thế nào, chúng ta nỗ lực như thế nào, lúc trung vận chúng ta như thế nào thì nó sẽ quyết định cái hậu vận của mình. Cho nên đó, chúng ta phải chuẩn bị hậu vận từ ngay bây giờ. Chứ không phải là chờ tới lúc mà hậu vận rồi chúng ta mới chuẩn bị thì nó lại không kịp. Tại vì cái hậu vận của một người nó được quyết định bởi tiền vận và trung vận. Chúng ta chưa vào cái giai đoạn hậu vận nhưng chúng ta phải nhìn trước được bức tranh. Hoặc là chúng ta sắp vào cái giai đoạn hậu vận rồi, chúng ta thấy được bức tranh tổng quát, tổng quan và những bí mật của hậu vận để chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo nhất để chúng ta có được một hậu vận tốt các bạn ha. Thì nói về hậu vận thì dưới góc nhìn của phong thủy thì các bạn sẽ thấy là dưới góc nhìn của âm dương ha, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Dương trước âm sau. Dương là trước, âm là sau. Có nghĩa là sao? Cái khía cạnh về thuộc về dương các bạn, nó sẽ quyết định cái tiền vận của một người. Còn khía cạnh về âm nó sẽ quyết định lúc sau, nghĩa là lúc hậu nó sẽ quyết định cái hậu vận của một người. Cho nên đối với phong thủy thì tất cả những khía cạnh được quy về âm dương, sau đó chúng ta sẽ đánh giá được cái hậu vận nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào. Ở đây có nghĩa là các bạn hình dung là với một con người mình, với một người mình như thế này thì có hai cái thứ quý giá nhất, đó là sức khỏe và trí tuệ. Đúng không các bạn? Sức khỏe và trí tuệ là hai cái thứ quý giá nhất. Giả sử có nhiều người sẽ phản biện là tiền bạc là thứ quý giá nhất, nhưng mà nếu chúng ta đặt cái khía cạnh về tiền bạc và con người á, con người và tiền bạc, thì đương nhiên con người mình sẽ quý giá hơn tiền bạc. Và con người quý giá hơn tiền bạc rồi thì con người mình nó có hai phần là sức khỏe và trí tuệ. Hai cái đó đều quý giá hết. Thì sức khỏe nó thuộc về âm, còn trí tuệ nó thuộc về dương. Các bạn ha. Thì đối với con người mình á, cái hậu vận nó được quyết định bởi cái sức khỏe của mình. Sức khỏe nó ảnh hưởng trực tiếp tới hậu vận. Chứ không phải là một người thành công sớm rồi sau đó bệnh tật thì cái hậu vận nó rất kém. Và ha, thì nó cũng không có giá trị gì hết ha. Thì đối với góc nhìn phong thủy á, là hậu vận đầu tiên, yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới hậu vận đó là sức khỏe. Tại vì sức khỏe nó thuộc về âm, còn trí tuệ nó thuộc về dương. Đương nhiên chúng ta cần cả âm và dương luôn các bạn. Nhưng mà cái yếu tố mà làm quyết định cái hậu vận của mình á, nhiều hơn á, là nằm ở sức khỏe. Có nhiều người trí tuệ người ta ở mức trung thôi, không cần phải cao siêu gì hết, nhưng mà cái hậu vận họ rất là tốt. Con đàn cho đóng xung vầy, sức khỏe tốt, không bị bệnh tật nên mà nó hành hạ mình lúc hậu vận. So với một người trí tuệ rất cao nhưng mà bệnh tật rất nhiều, sống rất khổ sở. Và trí tuệ mình cao, mình hiểu biết rất nhiều nhưng mà mình không đủ sức làm, hoặc là mình làm nó cũng là rất lao đao, thành công mình rất là cực, thì như vậy thì hậu vận như vậy là kém ha. Thì sức khỏe ảnh hưởng tới hậu vận của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về đối với một gia đình á, thì hai vợ chồng thì người chồng nó thuộc về dương, người vợ thuộc về âm bạn ha. Và dương trước âm sau mà, cho nên là cái người chồng á, quyết định cái tiền vận của một gia đình, còn người vợ á, lại quyết định cái hậu vận của một gia đình. Cho nên á, đối với cái phong thủy, góc nhìn phong thủy á, thì đánh giá cái hậu vận của một cặp vợ chồng mà thì chúng ta sẽ nhìn vào người vợ và cải thiện ở người vợ chứ không phải là cải thiện ở người chồng ha các bạn ha. Tiếp theo là đối với gia đình gồm cha mẹ và con cái. Cha mẹ và con cái thì cha mẹ thuộc về dương, con cái thuộc về âm, mà con cái thuộc về âm nha các bạn ha. Cho nên cái hậu vận của một gia đình á, cái hậu vận của cha mẹ á, lại là con cái của họ, nằm ở con cái của họ, nghĩa là cái thế hệ hậu bối. Hậu bối nó sẽ ảnh hưởng tới cái hậu vận của một gia đình, là nó sẽ ảnh hưởng tới cái hậu vận của một cặp vợ chồng, của một cặp cha mẹ các bạn ha. Hay ví dụ như là một cặp vợ chồng rất là giỏi và tích lũy được rất nhiều tài sản, sau đó về hưu nhưng mà con cái lại hư hỏng, con cái không có tương xứng được với cái tài sản mà cha mẹ để lại, và cuối cùng cha mẹ nỗ lực một đời rất cực khổ để mà hy sinh dành hết lại cho con, cuối cùng con mình không tài giỏi, không đủ năng lực và thậm chí nó còn phá nữa ha. Thì cái hậu vận của cái gia đình đó được đánh giá là kém, và khi cha mẹ mất đi rồi á,
cha mẹ đó có con cái như vậy thì cũng gọi là cái hậu vận cha mẹ kém, và con cái của họ thì cũng sẽ có cái hậu vận kém. Thì khi cha mẹ mà quá giỏi thì để lại cái tiền vận cho con mình rất tốt, nhưng mà sau khi mẹ mất đi rồi thì cái bắt đầu con cái sẽ đi vào cái hậu vận rất là kém. Tiếp theo là nếu chúng ta nói về khía cạnh về kiếm tiền thì cái tiền vận là liên quan tới cái doanh thu đầu vào, cái nguồn tiền đó kiếm được nhiều hay không, tích lũy được nhiều hay không, gọi là tiền vận. Còn cái hậu vận sẽ đánh giá được việc là mình sẽ giữ được cái số tiền đó hay không, giữ được những cái gì mình đã làm ra hay không. Tại vì Hải chia sẻ, Hải trao đổi với nhiều với anh chị thành đạt thì cái điều mà họ quan tâm là bây giờ không phải là kiếm được bao nhiêu, nhiều hay ít nữa, mà quan trọng bây giờ là những gì mình đã làm ra được rồi, mình có giữ được nó trong tương lai hay không, ba khía cạnh rất quan trọng của một cái hậu vận của một người, đó là thứ nhất sức khỏe thuộc về âm, thứ hai là hậu bối của mình, nghĩa là con cái của mình, mình dạy dỗ có nên người hay không, có thành đạt hay không, hay là nó lại báo thủ cho mình, báo hại cho mình, và thứ ba là khía cạnh về cái việc chúng ta có thể giữ được, giữ lại được những gì chúng ta đã làm ra hay không, và làm sao để sinh sôi này nữa nó ra, thay vì chúng ta là cố gắng tích vào càng nhiều, sau đó cái hậu vận chúng ta mất hết hoặc chúng ta không giữ được nó. Thì đó là điều mà những quý anh chị thành đạt rất là lo ngại, rất là gọi là suy tư để mà dành nhiều thời gian để mà tính toán cái việc đó. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về khía cạnh sức khỏe ảnh hưởng tới hậu vận mình như thế nào. Thì lúc về già, lúc về hưu, hoặc là lúc mà chúng ta không còn làm việc lao đao ngoài đời nữa, thì cái sức khỏe của mình nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự hạnh phúc của mình trong cái phần đời còn lại. Tại vì Hải thấy rất nhiều anh chị nha các bạn ha, là lúc tiền vận lúc thiếu niên, thanh niên và trung niên thì rất là cày cuốc làm việc, làm việc rất nhiều, làm việc ngày đêm luôn, gọi là hy sinh mọi thứ, tập trung hoàn toàn, quyết tâm hết sức của mình để chúng ta làm được cái thành công của mình về doanh nghiệp, và thành công thiệt, rất thành công. Thậm chí là có những doanh nghiệp quý anh chị là đạt được những thành tựu mà ở tầm quốc gia hoặc là tầm nước ngoài luôn. Hãy có quen những anh chị như vậy, làm về kinh doanh về rau, cung cấp rau cho những siêu thị rất là lớn và rất là nổi tiếng đấy. Và mỗi ngày làm việc rất là nhiều, thời gian dường như là cày ngày cày đêm các bạn, để mà đạt được thành tựu như vậy. Và hãy nhìn thấy là sức khỏe rất là suy rồi, gan thận mọi thứ sức khỏe đều suy hết rồi, nhưng mà anh chia sẻ là thực sự là cái công việc, cái guồng quay công việc nó quay mình, nó cuốn mình vào, thực sự mình dừng không được. Mình dừng thì không ai làm được như mình hết, không có người kế thừa các bạn ha. Và phải làm để duy trì cái công việc vận hành như vậy, mặc dù tiền bạc rất nhiều nhưng mà cũng không có thời gian để hưởng, và mình dừng lại một cái thì công việc mình đứng không được, cho nên bắt buộc cái guồng quay công việc nó bắt buộc phải vận hành theo nó, phải chạy theo nó, và sức khỏe suy hao chính anh chị đó cũng thấy luôn, nhưng mà đành phải chấp nhận, không có dừng lại được, phải làm thêm một thời gian nữa thì bắt đầu có người kế thừa, bắt đầu chúng ta mới dừng lại được. Với những anh chị đó, hãy nhìn thấy cái tướng và hãy quan sát cái cách vận hành thì chúng ta biết được cái hậu vận nó sẽ kém. Tại vì sao? Tại vì là mọi thứ hy sinh và dành hết cho cái tiền vận và trung vận rồi, không còn bao nhiêu cái năng lượng sức khỏe để mà cho cái hậu vận hết. Thì đối với đánh giá của cái góc nhìn về Đông Phương học, về phong thủy thì cái người như vậy chưa chắc là có một cái chiến lược sống đúng, trừ khi họ sống họ sống tới trung vận thôi, họ muốn sống tới trung vận thôi, và họ làm những điều như vậy để lợi cho đời, chứ không phải là làm cho họ. Thì lúc đó thì có thể là họ là một lý tưởng thì đúng. Còn nếu thực sự mà họ làm để mà cho mình hạnh phúc, cho mọi người hạnh phúc, cho một cái chiến lược lâu dài, thì rõ ràng cái người như vậy đang sai chiến lược và không thể bước ra được. Thực sự biết là không nên như vậy rồi đấy, nhưng mà họ không bước ra được. Thì với một cái tình thế như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái sức khỏe nó sẽ rút cạn, sẽ bị rút cạn, bị công việc nó rút cạn sức khỏe, và cái hậu vận của cái người như vậy chắc chắn sẽ kém. Chắc chắn sẽ kém các bạn ha. Cho nên là chúng ta nhìn vào sức khỏe của một người ở hiện tại và cái mức độ tiêu hao sức khỏe của người đó, chúng ta sẽ có thể biết được cái hậu vận họ như thế nào. Và để cải thiện cái hậu vận thì chúng ta phải để ý tới sức khỏe của mình ngay từ lúc này, ngay từ lúc tiền vận và trung vận chúng ta phải để ý nó rồi. Chúng ta sẽ hao mòn sức khỏe mình trong một thời gian nào đó thôi. Tại vì có nhiều cái tình huống lúc này hãy chia sẻ với bạn là cái tình huống mà hao sức khỏe tới mức mà nó không thể có thể phục hồi được, có nghĩa là hao quá mức, vượt qua cái trạng thái mà nó có thể tự phục hồi. Ví dụ sức khỏe của mình, ví dụ mình bị đứt cái tay đi, mình đứt cái tay thì có nghĩa là mình hao mòn sức khỏe rồi, nhưng mà sau đó mình băng bó lại và sau đó nó lành vết thương, có nghĩa là cái vết thương đó, cái mức độ hao sức khỏe đó chúng ta vẫn hao để chúng ta làm việc, để chúng ta thành công thì chắc chắn chúng ta vẫn phải hao, nhưng mà chúng ta hao ở mức mà có thể hồi phục,
mà chứ mà chúng ta hao tới mức gọi là sau khi chúng ta nghỉ ngơi rồi, chúng ta dừng công việc lại rồi, chúng ta hưởng thụ thành quả mà cái sức khỏe mình nó mất luôn khả năng hồi phục. Chữa bệnh đông tây y, tiền bạc tiền tỷ, bác sĩ giỏi như nào cũng không thể hồi phục nó được, thì rõ ràng là cái điều đó là không nên, ảnh hưởng sức khỏe như vậy là không nên. Chúng ta chỉ hao ở mức có thể hồi phục là được thôi. Đứt cái tay nhưng mà đứt, đừng đứt vào cái gân, đứt luôn cái gân mất rồi, thì chúng ta rất là khó mà nối cái gân lại, rất là cực, và nối được nhưng mà rất là nhiều cái tổn thương, không thể tự hồi phục được. Thực sự thì khi một người được sinh ra, mọi người được sinh ra thì nó có một cái sự công bằng nhất định các bạn, trong cuộc đời. Khi một người ta quá dồn sức để người ta thành công sớm thì cái lúc sau họ nó sẽ lao đao. Và khi một người ta nỗ lực nhưng vẫn biết giữ sức thì cái thành công họ nó có thể tới chậm hơn cái người kia, nhưng mà nó sẽ bền vững hơn, lâu dài hơn, và càng về hậu vận nó càng thành công, nó càng vững chắc, nó càng tốt các bạn. Thì chúng ta phải biết được một cái chiến lược dài, tại vì có một cái câu nói là cái sống thọ cũng là một dạng tài năng, sống thọ là một dạng tài năng. Chúng ta sống thọ không phải là một người vô giá trị với xã hội, không phải là một người hưởng thụ để mà chúng ta sống thọ, mà chúng ta có một cái chiến lược vẫn siêng năng làm việc nhưng mà không được hao sức khỏe quá mức, để làm sao đó mỗi ngày chúng ta phải tiến lên. Và cái thành công chúng ta có thể đến muộn một xíu, so với những người cày ngày cày đêm mà gọi là sống chết, thì cái chiến lược nó sẽ, đương nhiên là mọi người sẽ có một cái quan điểm các bạn ha, nhưng mà đối với quan điểm về hậu vận á, của góc nhìn của âm dương của phong thủy á, thì chúng ta nên có một cái chiến lược làm sao đó mà từ trẻ cho tới già chúng ta thành công dần to lớn lên, càng ngày càng vững chắc và để lại cái hậu vận rất là đẹp các bạn ha. Và một cái sai lầm phổ biến cũng là một cái bí mật của hậu vận liên quan tới vấn đề về sức khỏe, thì phần đa mọi người bị hiểu lầm về khía cạnh này, đó là mọi người nghĩ là khi chúng ta ở hiền, sống tốt thì chúng ta sẽ có một cái hậu vận tốt. Hãy nói ra ngay bây giờ, hãy nói ra, cũng rất nhiều anh chị đang nghĩ là như vậy, sống hiền lành, sống tốt bụng thì hậu vận chúng ta sẽ tốt, sức khỏe vì hậu vận chúng ta sẽ tốt. Thì thực tế các bạn suy nghĩ nhé, đương nhiên là chúng ta phải sống hiền lành, sống tốt rồi các bạn, nhưng mà cái việc sống hiền lành, sống tốt nó không thể nào mà quyết định cái hậu vận mình tốt được. Các bạn khoan hãy phản biện ha, các bạn suy nghĩ. Các bạn để tất cả những người sống lâu trên xung quanh mình và trên Việt Nam hay là thế giới, chúng ta nhìn tất cả những người sống thọ sống lâu, thì phần lớn những người sống thọ sống lâu mọi người sẽ thường nghĩ là những người đó là những người sống vị tha, sống tốt bụng đấy, và vì người khác, nhưng mà thực tế những người mà để mà chúng ta có thể sống thọ sống lâu, sống tốt được, sống khỏe được lúc về già, thì chúng ta phải biết vì mình nữa, biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Chứ vì chúng là làm ngày làm đêm sống chết như vậy, để chúng ta vì người khác, vì xã hội, chúng ta cống hiến như vậy thì điều đó là rất là tốt các bạn. Nhưng mà về sức khỏe của mình thì chúng ta phải hiểu là không phải cứ sống thiện lành, sống tốt, sống gọi là vị tha, sống cho đi hết thì hậu vận mình sẽ tốt, trừ khi mình đi tu các bạn. Còn đối với người đời thì chưa chắc các bạn ha, chưa chắc. Tại vì đối với sức khỏe của mình thì mình phải biết tự lo sức khỏe của mình đó. Thì cái điều đầu tiên Hải muốn chia sẻ là ở đây Hải phải nhắc lại một lần, đó là Hải không phải là đưa ra những cái quan điểm mà vô đạo đức, đó là điều Hải phải nhắc lại, phải khẳng định ha, không phải là vô đạo đức, nhưng mà đó là vấn đề thực tế. Chúng ta muốn sống thọ sống lâu, sống khỏe về hậu vận, thì ngay từ bây giờ ngoài việc chúng ta giúp đỡ mọi người cho đi để mà vị tha ra ngoài, thì chúng ta phải biết vì mình nữa, chúng ta phải biết chăm lo sức khỏe cho chính mình hiện tại nữa. Tại vì chúng ta cũng là một người thôi, chúng ta vì người khác thì chúng ta cũng là một con người mà, thì chúng ta cũng phải biết vì mình nữa, tại vì mình cũng là một người trong số như mọi người khác thôi ha. Thì vì mọi người chúng ta phải vì mình nữa, thì sức khỏe vì hậu vận của mình nó mới tốt được các bạn. Còn nếu chúng ta mà cứ nghĩ một cách ngây thơ là cứ vì hết, tung hết ra, thì cuối cùng các bạn sẽ quan sát xem những người mà sống vì thì đều đón thọ hết, và những người đó đều được khen là những người gọi là rất là tốt, rất hiền lành, nhưng mà tại sao cái hậu vận nó là kém như vậy, ông trời sẽ bất công như vậy. Nhưng mà không phải ông trời bất công, mà tại vì là cái người đó họ vì cuối cùng họ đâu có vì họ đâu đó. Thì cuối cùng họ phải chết sớm, họ phải bị bệnh tật này kia là cái điều bình thường các bạn ha, đó là nguyên tắc thôi các bạn, rất là công bằng ha. Và Hải không phải là truyền bá những tư tưởng vô đạo đức, các bạn lưu ý ha, chia sẻ những sự thật, và nếu các bạn tư duy sâu, các bạn sẽ hiểu được những điều Hải muốn nói. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về khía cạnh thứ hai ảnh hưởng tới cái hậu vận của một người, đó là con cái của họ, thế hệ sau, thế hệ hậu bối ha. Thì chúng ta sẽ thấy là nhiều người nghĩ là chỉ cần mình giỏi thôi, mình thành công thôi là được rồi, còn con cái của mình thì
nó sẽ hưởng những cái thành tựu của mình. Nó không cần quá giỏi này kia đâu, mà nó cứ sống tành tành vẫn khỏe. Tại vì gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con, chúng ta cứ nỗ lực và lo cho mình và lo cho con cái của mình luôn. Kiểu như vậy. Thì đó là tư duy của người phương Đông, và đặc biệt là người Việt Nam mình là sẽ có tư duy như vậy. Nhưng mà phương Tây nó là khác. Phương Tây là sau 18 tuổi là phải tự lo cho mình, tự lo, chứ cha mẹ không còn lo cho con cái nữa. Nhưng phương Đông là phải lo cả đời, lo cả đời đó các bạn ha. Cho nên cái hậu vận của cha mẹ bên phương Đông thì nó lại bị quyết định ảnh hưởng rất nhiều bởi con cái của họ. Và cái việc dạy con là rất quan trọng, và cái sự thành tựu của con mình, con mình là người như thế nào, thì ảnh hưởng trực tiếp tới hậu vận của mình, của bậc cha mẹ. Thì hãy thấy rất nhiều cha mẹ nha, rất là giàu ha, xây biệt thự, thậm chí là xây lâu đài luôn, nhưng mà nhìn tướng của con họ, nhìn qua con họ là biết ngay là con cái này phá hư hỏng hết, phá hư hỏng hết. Cha mẹ rất giỏi, rất giàu, rất làm ăn, để hết lại cho con, nhưng mà nhìn là biết con cái sẽ phá hư hết, hư hết. Tại vì chúng ta biết là khi mà cha mẹ quá thành công trong công việc thì thông thường sẽ không có thời gian để mà nuôi dạy con. Ví dụ hãy ví dụ như là trong một gia đình thì ví dụ người chồng sẽ là quyết định kinh tế gia đình đi, người vợ lo dạy con, hãy ví dụ như vậy, nuôi dưỡng con. Thì lúc đó là gia đình vẫn còn cân bằng, cái hậu vận gia đình vẫn tốt. Nhưng bây giờ là vợ chồng hai người đều giỏi và đều cùng làm ăn luôn, thì khi chúng ta làm ăn là tâm trí nó dành hết qua cái công việc rồi, quá nhiều vấn đề phải xử lý, thì không thể nào mà có nhiều tâm tư mà dạy con nữa. Còn dạy con thường thường nó sẽ kéo cái mức độ kinh tế gia đình nó ít phát triển lại, thông thường như vậy. Thì có nhiều gia đình là rất là giàu nhưng mà hoàn toàn là quên cái việc dạy con, và thậm chí là để tới dạy con luôn nhưng mà dạy con thường không tốt, tại vì là chúng ta đang tập trung quá nhiều vào cái tâm trí mình, cái trí tuệ mình vào cái công việc, cho nên là phương pháp dạy con nó cũng chưa chắc đúng, chưa chắc đúng. Và khi con cái mình mà nó không được tốt thì mình có thành công thành tựu rồi, mình để lại cho nó bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt của mình rồi, nhưng mà con cái mình nó tiêu xài hoặc là nó ra những quyết định sai, và nó phá hết những cái điều mà chúng ta đã làm ra được, thì đương nhiên là cái hậu vận nó sẽ kém rồi, cha mẹ sẽ hậu vận kém. Hơn nữa là không phải ở cái chỗ là con cái nó phá hoại cha mẹ gì hết á. Ví dụ như là bây giờ một cặp cha mẹ này ha, thành công rồi, thành tựu rồi, có tiền cái bạc rồi, sau đó về hưu và bắt đầu là chăm cho con của mình, để lại những gì đó cho con của mình. Thì hãy ví dụ giả sử một đứa con đó nó không phải là phá hoại hay gì hết á, nó chỉ là một đứa con bình thường thôi, nhưng mà với cái góc nhìn của một bậc cha mẹ thì lúc nào cũng lo cho con của mình hết, lúc nào cũng lo hết, mà con cái mình nó không có khả năng tự lập được, nó không tự lập được, nó rất dễ bị người này người kia lừa, ví dụ vậy. Thì cái bậc cha mẹ đó cũng lúc nào cũng tâm trí cũng dành hết cho con hết, thì đương nhiên là cái hậu vận của bậc cha mẹ đó nó không thể nào mà tốt được. Hãy nói như vậy là tại vì nhiều người nghĩ là cứ có để tiền lại cho con là xong, là không phải các bạn. Tại vì chúng ta để tiền lại cho con này nó tiêu mấy hồi đó các bạn. Chúng ta phải dạy đứa con của mình nó trở thành người như thế nào, độc lập, tự lập như thế nào, và cho nó thêm tiền nữa, thì lúc đó mới đầy đủ của một khía cạnh là nuôi dạy con cái. Còn nếu mà chúng ta thiếu những khía cạnh đó, hoặc là chúng ta thiếu tiền cho nó, hoặc là chúng ta thiếu cái sự giáo dục cho nó, thì đều gây ảnh hưởng trực tiếp tới hậu vận của mình hết. Thì chúng ta đều thấy một khía cạnh vấn đề thực tế là trong cái cuộc sống xung quanh chúng ta, là chúng ta sẽ thấy là những bậc cha mẹ quá tài giỏi thì thông thường con cái của họ sẽ không được như vậy, và thường sẽ hư hỏng. Đương nhiên là không phải tất cả đó các bạn. Cái việc mà cha mẹ vừa tài giỏi và sinh con cái ra tài giỏi dạy dỗ nên người nữa thì cái số lượng nó ít lắm các bạn, thường ít, có nhưng mà ít, nhà đại phước các bạn ha. Thì cái dạng mình chúng ta thấy nhiều là cha mẹ rất giỏi nhưng mà con cái nó hư hỏng, nó phá. Và dạng thứ hai là cha mẹ rất bất tài, rất bình thường, rất là trung bình đấy, nhưng mà sinh ra những người con cực kỳ tài giỏi và có hiếu. Thì cuối cùng là những người cha mẹ rất tài giỏi như vậy, rất trí tuệ như vậy, rất cái gọi là tâm huyết với cuộc đời như vậy, với xã hội như vậy, nhưng mà cuối cùng hậu vận là kém, con cái họ kém, hậu vận họ kém đó. Và lúc nào cũng đau đớn vì con hết. Nhưng mà có những gia đình là cha mẹ rất bình thường, rất là trung bình, rất không có gì đặc biệt luôn, nhưng mà con cái họ cực kỳ tài giỏi, cực kỳ tài năng, cực kỳ có hiếu thảo luôn đấy. Thì cái hậu vận của cặp cha mẹ đó lại tốt. Cho nên cái sai lầm của mọi người đang hiểu là mình thành công càng lớn bao nhiêu càng giỏi bao nhiêu thì hậu vận mình sẽ tốt. Cái vấn đề đó là mọi người đang bị hiểu lầm cho đó. Chưa hẳn là như vậy. Chúng ta phải thuộc cái tầng lớp gọi là rất hiếm, phần trăm rất thấp trong xã hội, thì chúng ta mới đạt được cái chỗ là vừa thành công thành tựu của chính mình và con cái của mình rất tài giỏi luôn. Thì cái số lượng đó là không nhiều mà ha. Thì nói đến đây, Hải chia sẻ với các bạn một cái bí mật thứ hai về hậu vận, liên quan tới khía cạnh là hậu bối của mình, con cái của mình.
thì thông thường mọi người sẽ nghĩ là chúng ta sẽ hy sinh đời bố củng cố đời con, chúng ta sẽ làm mọi thứ tốt đẹp để cho con cái của mình, và khi đó cái hậu vận chúng ta sẽ tốt, chúng ta sẽ hoàn thành trách nhiệm của bậc cha mẹ. Nhưng mà thực tế cái bí mật này là không phải như vậy, không phải như vậy, không phải tất cả vì con, tất cả vì con là con mình nó sẽ tốt. Và các bạn sẽ thêm những bậc cha mẹ thành công, thành tựu, rất giàu có như vậy, con cái họ hư hỏng á, thì đâu phải là họ không vì con đâu, họ rất là vì con, mọi thứ họ đều dành tốt nhất cho con hết, để cho con cái họ biết được điều đó hết. Nhưng mà cuối cùng con cái họ là hư hỏng. Thì bí mật ở đây á, là không phải là chúng ta dành hết tất cả cho con là con cái của mình nó sẽ tốt, không phải như vậy. Và để con cái mình nó thực sự tốt, để hậu vận mình tốt á, thì bí mật ở đây á, là chúng ta dành hết tất cả cho con mình, nhưng mà giấu nó đi, không cho con cái của mình biết điều đó. Chúng ta càng để con cái của mình biết mình chăm lo cho nó bao nhiêu á, kỹ lưỡng bao nhiêu, hết mình vì nó bao nhiêu á, thì nó sẽ càng ỷ lại và càng hư hỏng bao nhiêu. Thì bí mật Hải muốn chia sẻ với các bạn về khía cạnh về hậu vận trong video này, liên quan tới khía cạnh về con cái là như vậy. Chúng ta hết lòng vì con, hết mình vì con, chuẩn bị mọi thứ cho con, nhưng càng giấu bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, càng không cho con biết những cái tâm tư đó của mình, những cái sự lo lắng đó của mình, những cái vật chất đó của mình, càng giấu nó kỹ bao nhiêu, lâu bao nhiêu thì sẽ càng tốt bao nhiêu. Và lúc đó con cái của mình nó sẽ có sự độc lập, có sự ý chí, có sự nỗ lực, kết hợp với cái việc chúng ta hỗ trợ cho con cái mình âm thầm nữa, thì lúc đó con cái mình sẽ phát triển rất là mạnh và hậu vận của mình rất là bền, rất là bền chắc các bạn. Tại vì phần lớn các bạn sẽ thấy là con cái mà không ỷ lại cha mẹ và thấy cha mẹ cực khổ thì con cái sẽ rất có hiếu, rất có hiếu ha. Ngược lại con cái mà càng ỷ lại vào cha mẹ thì nó sẽ thấy được là không cần phải nỗ lực trong đời, cũng không cần phải có hiếu gì hết, một chiều thôi cha mẹ mình rót xuống cho mình, cho mình thôi là đủ rồi, thì con cái nó sẽ hư hỏng. Thì rõ ràng là những người bậc cha mẹ trung bình, trung lưu, người ta lại có những người con tốt như vậy, thì lý do gì chúng ta giỏi giang thành tựu như vậy chúng ta lại không có những người con tốt? Thì bí quyết, bí mật ở đây là chúng ta thành tựu giỏi giang như vậy và lo cho con mình hết mình, nhưng giấu cái phần lo đó đi, không để cho con mình biết, giấu kỹ lại ha, để con mình nó phải tự lập, tự phấn đấu, và chúng ta âm thầm cung cấp nguồn lực cho nó thôi các bạn ha. Thì đây cũng là cái cách thức mà rất nhiều gia đình, gia tộc, nhiều thế hệ, nhiều trăm năm người ta đang làm cách thức như vậy. Và Việt Nam mình thì đang hiểu sai, không biết được bí mật này. Và cứ thành công bao nhiêu thì con cái nó hư hỏng, nó phá hậu vận bao nhiêu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về khía cạnh thứ ba ảnh hưởng tới cái hậu vận của một người. Đó là cái chúng ta có khả năng giữ lại được những gì chúng ta đã làm ra hay không. Chúng ta thì giữ được lại số tài sản, số tiền, số tài sản của mình, giữ được lại nó hay không, sau khi chúng ta đã đạt được nó rồi, chúng ta đã có được nó rồi. Thì đối với khía cạnh này á, thì chúng ta có một cái nguyên lý, có một nguyên lý, đó là gì? Nguyên lý mà để chúng ta giữ được cái tài sản của mình á, đó là tất cả cái tài sản mà chúng ta có bên ngoài thì nó sẽ được giữ lại bởi những cái năng lượng mà chúng ta có bên trong mình. Có nghĩa là năng lượng chúng ta càng dồi dào bao nhiêu á, thì chúng ta sẽ giữ được cái số lượng tài sản lớn bao nhiêu. Thì bí quyết mà để chúng ta có thể giữ được những gì chúng ta đã làm ra được á, là chúng ta bảo tồn được cái năng lượng của mình, duy trì được năng lượng của mình ở mức cao, mà cao tương xứng với những gì chúng ta đang sở hữu bên ngoài, về tiền bạc, về danh vọng, thì chúng ta sẽ giữ được nó. Còn cái năng lượng chúng ta mà hạ thấp xuống, suy hao xuống so với những gì chúng ta đang sở hữu rất lớn như vậy, thì chắc chắn nó sẽ mất dần đi các bạn, mất dần đi. Chúng ta sẽ có những cái quyết định sai, chúng ta sẽ tư duy ra những quyết định nó bị sai và nó làm mất đi những cái gì chúng ta đã làm ra trước đó. Tại vì năng lượng chúng ta không đủ, bạn hình dung ha. Con người chúng ta để muốn để mà suy nghĩ, để mà ra quyết định đó, thì chúng ta sẽ dùng rất là nhiều năng lượng cho cái bộ não. Chúng ta cần rất nhiều năng lượng để chúng ta tư duy các bạn. Và khi năng lượng chúng ta suy á, thì cái bộ não chúng ta nó vẫn tư duy, cái hiểu biết chúng ta nó vẫn có, nhưng mà mức độ chúng ta đầu tư để chúng ta huy động cái năng lượng để chúng ta tư duy thiệt là kỹ lưỡng á, nó sẽ không đủ. Cho nên á, cái đầu óc chúng ta nó sẽ không được tỉnh táo. Chúng ta nghĩ mình tỉnh táo nhưng thực tế chúng ta không tỉnh táo. Và khi chúng ta ra quyết định á, thì sau đó nó bị sai, và sau đó chúng ta nhận thấy cái sai của mình, và chúng ta thấy là tại sao mình có thể ra một quyết định sai như vậy. Không thể nào, với trí tuệ của mình không thể nào có quyết định sai như vậy. Nhưng mà nó vẫn sai, và cuối cùng chúng ta bị mất tiền, mất tài sản, bị đầu tư sai, đầu tư mạo hiểm, hay là đầu tư nó bị quyết định sai và chúng ta mất hết kiểu như vậy. Thì nguyên nhân á, là với một người mà người ta có trí tuệ á, người ta là làm ra những gì người ta đã làm ra rồi, được rồi, bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái nỗ lực của mình đấy. Và cuối cùng, nhưng mà sau đó lớn tuổi lên rồi á, thì đáng lẽ lớn tuổi lên rồi á, thì kinh nghiệm và trí tuệ chúng ta nó phải cao hơn lúc trẻ chứ. Nhưng mà cuối cùng là lớn tuổi lên rồi, năng lượng chúng ta nó suy hao xuống, và chúng ta lại không có cung cấp đủ năng lượng đó cho cái việc ra quyết định, và chúng ta ra quyết định sai, và chúng ta bị mất
Cái vấn đề mà Hải chia sẻ ở khía cạnh thứ ba này á, là vấn đề về năng lượng. Chỉ cần chúng ta có năng lượng mạnh, năng lượng chúng ta dồi dào, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ra quyết định đúng và giữ được những gì chúng ta đã làm ra. Tại vì không phải là cái việc chúng ta giữ lại được là để em nói một cục, mà phần lớn những anh chị mà thành đạt, thành công á, thì luôn luôn là tìm cái cách để mà cái tài sản đó của mình, những cái gì mình đang có đó, nó tiếp tục sinh sôi ra tiếp tục. Chúng ta đầu tư đúng đắn vào người này người kia, kết hợp hợp tác, vào con cái của mình để tiếp tục nó sinh sôi ra. Chứ không phải cái giữ tiền ở đây, giữ tài sản ở đây là chúng để im nó, để im nó chúng ta xài. Người ta nói là tiền núi ăn cũng hết. Thì cái việc bị giữ tiền, giữ lại chúng ta đang có, nếu chúng ta hiểu đúng là làm sao chúng ta giữ được nó và nhân tiếp tục sinh sôi nó ra bởi những khoản đầu tư. Thì khoản đầu tư á, nó sinh sôi ra được là bởi quyết định mình đúng hay không. Mà quyết định mình đúng hay không á, là nó đòi hỏi là năng lượng mình cấp cho nó, nuôi dưỡng nó, sinh ra cho nó, năng lượng nó có đủ hay không để cấp cho cái quyết định của mình, cái suy nghĩ lý tưởng của mình, cái ý tưởng của mình. Thì chốt lại là bí mật của việc là giữ được tiền hay không, giữ được tài sản hay không, giữ được những gì chúng ta làm ra hay không, là năng lượng của mình nó có mạnh hay không, nó có được tích tụ hay không, hay là nó bị hao tán ra ngoài. Về khía cạnh này thì Hải cũng có từng nói chuyện với những anh chị thành đạt, chủ doanh nghiệp, là Hải có chia sẻ là cái người mà năng lượng càng mạnh bao nhiêu thì họ sẽ càng tỉnh bao nhiêu, cái thần thái của họ nó càng tỉnh bao nhiêu. Còn người năng lượng nó bị hao tán bao nhiêu thì cái thần thái của họ nó sẽ càng động bao nhiêu. Và thực tế những người mà cái thần thái của họ, cái thần khí của họ nó động thì người đó không thể đầu tư thành công được, không thể đầu tư may mắn được, không có chuyện đầu tư may mắn. Những người mà muốn đầu tư may mắn, muốn giữ được những gì mình đang có đó, thì năng lượng mình phải dồi dào. Và năng lượng dồi dào nó biểu hiện ở cái việc là cái thần thái mình nó có tỉnh hay không. Thì cứ muốn thần thái tỉnh thì chúng ta cứ cấp năng lượng cho nó, chúng ta giữ lại được năng lượng, không bị nó bị hao phí đi, và chúng ta cấp vào nó đủ năng lượng thì tự nhiên cái thần khí mình nó sẽ tỉnh, năng lượng nó thu vào ha. Người ta gọi là định thần thu khí. Định thần là cái thần mình nó tỉnh, nó định, thì khí, năng lượng bên ngoài vũ trụ tự nhiên nó sẽ đưa về mình, nó dồn về mình vậy. Còn cái thần khí mình nó động, nó động, nó lo lắng, nó cảm xúc, nó nhìn chúng ta biết liền ha. Thì cái năng lượng từ vũ trụ nó không có cấp vào, mà năng lượng từ mình nó tán ra ngoài, mất ra ngoài dần ha. Và chúng ta bị suy năng lượng đi, và chúng ta bị mất, không giữ được mà ha. Thì như vậy Hải đã chia sẻ với bạn là những cái ba khía cạnh ảnh hưởng tới hậu bạn, và cái cách thức để chúng ta dùng cái sự nỗ lực của mình, dùng nhân hòa của mình để chúng ta giải quyết những khía cạnh đó, để chúng ta có thể là làm cho hậu bạn mình nó tốt lên, chuẩn bị cho hậu bạn mình tốt lên bằng những cái khía cạnh dùng cái nỗ lực của chính mình các bạn ha. Và vì Hải dành rất là nhiều thời gian để Hải nghiên cứu chuyên biệt về khía cạnh này, về khía cạnh về phong thủy, làm sao để phong thủy của căn nhà của mình nó hỗ trợ cho những khía cạnh này để tốt cho hậu vận của một người. Thì Hải cũng chia sẻ với bạn là chúng ta sẽ dùng phong thủy như thế nào để vào trong căn nhà của mình, để nó hỗ trợ cho sức khỏe của mình, cho con cái của mình, hậu bối của mình, và cho năng lượng của mình, cho chính mình các bạn, để chúng ta có thể là hoàn thành tốt ba khía cạnh này bằng phong thủy. Đương nhiên là chúng ta không thể nói là phong thủy là số 1 hoặc là phong thủy là tất cả các bạn. Phong thủy nó là một yếu tố trong ba yếu tố mà thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì Hải đã chia sẻ với bạn những yếu tố về nhân hòa rồi. Thì chúng ta dùng thêm phong thủy nữa, chúng ta kết hợp vào, thì chúng ta sẽ là nhân mạnh cái nhân hòa của mình lên. Tại vì có nhiều người là nhân hòa không làm được, phải dùng thêm địa lợi các bạn. Thì đầu tiên đối với cái vấn đề về sức khỏe, sức khỏe mình làm sao cho nó khỏe mạnh, nó tốt và duy trì về hậu vận, thì đối với cái căn nhà của mình, chúng ta phải nhìn vào ngay cái phòng ngủ. Phòng ngủ là cái nơi mà hồi phục năng lượng, hồi phục sức khỏe. Cứ anh chị nào mà ở tuổi trung niên mà ngủ dậy thấy mệt mỏi, ngày nào cũng vậy hết, là chúng ta biết ngay là hậu vận không thể tốt được, không thể tốt được các bạn. Dù chúng ta vẫn đang có trung vận tốt và làm việc bình thường, nhưng mà cái trạng thái là ngủ mà dậy nó mệt mỏi, ẻ ỏi luôn, là chúng ta biết cái hậu vận mình rất là kém. Tại vì chúng ta có thể gồng tới hết cái trung vận thôi, qua hậu vận bắt đầu nó suy rồi, không có hồi phục được ha. Tại vì chúng ta biết là cái người thường của mình, con người thì sẽ nạp khí, nghĩa là nạp năng lượng, hồi phục năng lượng thông qua giấc ngủ. Những vị thần, chúng ta là nói vị thần nghĩa là những người con người, nhưng mà luyện những pháp môn thần thánh, hoặc là những người đó rất là cái bậc cao trên con người các bạn. Thì người thần thì người ta sẽ là nạp năng lượng, nạp khí thông qua việc luyện khí công. Còn những người mà gọi là thánh nhân thì họ là nạp khí, nạp năng lượng thông qua việc thiền định. Thì rõ ràng nếu chúng ta là một người bình thường, chúng ta là những anh chị làm việc bình thường, thì chúng ta cần nạp khí, nạp năng lượng nhiều nhất là thông qua giấc ngủ các bạn. Còn nếu chúng ta nạp khí thêm về khí công, về thiền thì càng tốt,
Nhưng mà phần lớn mọi người chúng ta nạp khí là thông qua giấc ngủ, giấc ngủ. Thì chúng ta sẽ là nhìn vào giấc ngủ của mình để chúng ta đánh giá được cái mức độ sức khỏe của mình trong hậu vận. Cứ mà ngủ phải ngon, sáng ngủ dậy nó phải ngon lành, nó phải tỉnh táo, năng lượng dồi dào. Thì đó mới là cái gọi là một cái phòng ngủ tốt, một cái giấc ngủ tốt. Thì đối với phong thủy liên quan tới sức khỏe thì nhìn ngay vào phòng ngủ ngay. Phòng ngủ có đúng hay không, tốt hay không. Phòng ngủ là tuyệt đối tránh bị bế khí, tránh bị tán khí. Và đối với phòng ngủ có một cái thuật đó là nhiều lúc chúng ta nằm ở cái giường ngủ đó chúng ta rất là mệt, vị trí ngủ rất là mệt. Nhưng mà đôi khi chúng ta dịch cái giường ngủ đó vài chục cm thôi, 20 cm, 30 cm thôi, chúng ta dịch qua một cái thì giấc ngủ chúng ta có thể thay đổi khác nhau hoàn toàn. Kiểu như vậy các bạn ha. Thì cái địa lợi nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Và không phải ngẫu nhiên Hải chia sẻ những các bạn những cái điều nó vi diệu như vậy. Đôi khi chúng ta đổi cái giường, chúng ta dịch vị trí cái giường qua 20 cm, hoặc chúng ta đổi cái vị trí giường qua chỗ khác, hoặc chúng ta đổi cái cửa, thì cái trường khí trong cái phòng ngủ mình nó hoàn toàn khác. Hoặc là chúng ta bỏ cái tủ ra ngoài, hoặc chúng ta phải bỏ cái tủ vào trong nhà, kiểu như vậy. Nó hơi mơ hồ đúng không các bạn, nhưng mà nó là thực tế. Thì phòng ngủ mình nó phải chuẩn, nó phải tốt, trường năng lượng nó phải mạnh, chúng ta ngủ ngon hơn. Ngoài việc chúng ta cải thiện tất cả rồi, chúng ta cải thiện về ăn uống, chúng ta cải thiện về tập luyện, chúng ta cải thiện về lối sống làm việc, chúng ta cải thiện hết rồi, nhưng mà giấc ngủ chúng ta vẫn không tốt, thì chúng ta phải điều chỉnh phong thủy của phòng ngủ của mình. Thì đó là yếu tố đầu tiên mà cải thiện sức khỏe bằng phong thủy. Tiếp theo là chúng ta phải là xem tới cái bếp. Cái bếp là nó quyết định sức khỏe và cái gia đạo, mối quan hệ của gia đình mà các bạn ha. Và cái bếp nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe luôn. Thì bếp mình nó phải đúng về phong thủy các bạn ha. Và cái thứ ba nữa để chúng ta xem phong thủy của để mà hỗ trợ sức khỏe để tốt cho hậu vận á là cái nền nhà. Phần lớn mọi người sẽ bỏ qua yếu tố này, trong khi yếu tố nền nhà là một yếu tố rất quan trọng về phong thủy mà giúp cho cái sức khỏe của cả gia đình đó, đặc biệt là người chủ nhà nó có tốt hay không. Và chúng ta cũng phải để ý là cái phòng ngủ người chủ nhà nó phải được cái vị trí năng lượng mạnh nhất trong căn nhà. Đây là một lưới quan trọng các bạn ha. Giống như Hải chia sẻ lúc nãy đó, là mọi người cứ nghĩ là sống vì tha, sống cho người khác thì hậu vận mình nó sẽ tốt. Không phải, chúng ta phải biết vì mình nữa. Và trong thực tế khi Hải làm phong thủy á, căn nhà, những người chủ nhà, những người quyết định trực tiếp vận mệnh của căn nhà đó phải ở trong cái phòng ngủ năng lượng mạnh nhất, thì lúc đó cả gia đình nó mới tốt lên được, con cái họ mới tốt lên được. Còn chỉ cần chúng ta làm sai chiến lược thôi, chúng ta nghĩ là con cái của mình chúng ta phải dành những cái tốt nhất cho nó, mình hy sinh cho con cái của mình cũng được, thì đó là một chiến lược sai các bạn nhé, chiến lược sai. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về dùng phong thủy để chúng ta hỗ trợ cho hậu bối của mình, cho con cái của mình tốt. Con cái mình tốt thì nó tự lập, nó có hiếu, nó tự nó thành công rồi, chứ chưa cần tới mình hỗ trợ cho nó. Đương nhiên là cha mẹ phải hỗ trợ con cái rồi đúng không bạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta dùng phong thủy để hỗ trợ cho con cái, cho hậu bối mình như thế nào? Thì vấn đề này là trong thực tế thể làm như thế này các bạn. Tại vì khi con cái mà có những cái dấu hiệu hư hỏng á, thì nó biểu hiện trước đó, chúng ta phải xử lý ngay trước đó, trước khi nó hư hỏng. Mà trước khi nó hư hỏng đến mức không thể mà thay đổi được, thì chúng ta phải can thiệp ngay lúc đó. Phong thủy phải can thiệp ngay lúc đó, chứ không phải là chờ tới con cái mình hư hỏng rồi chúng ta dùng phong thủy vào để can thiệp á, thì lúc đó là nó có tác động, nó không còn mạnh, nó không còn mang tính quyết định nữa. Mà cho nên chúng ta phải can thiệp từ sớm, khi con cái mình nó đã có những biểu hiện nhỏ nhỏ hoặc chưa có biểu hiện luôn, chúng ta phải làm ngay từ lúc đó để gọi là rào trước, chặn đứng hết tất cả những cái nguy cơ tiềm năng làm cho con cái mình nó hư hỏng, nó không tốt, hoặc là nó kém phát triển, chúng ta phải can thiệp ngay lúc đó. Thì con cái mình nó độc lập lên, nó vững mạnh lên, cái tư tưởng nó đúng, thì lúc đó là theo thời gian nó sẽ phát triển tốt lên với cái căn nhà như vậy, với căn phòng như vậy, con cái mình nó sẽ phát triển tốt và nó sẽ giúp cho cái hậu vận của nó tốt và hậu vận của mình cũng tốt luôn. Chúng ta biết là cái tâm tính của mình như thế nào á, nó sẽ biểu hiện ra cái căn nhà mình như vậy. Thì con cái của mình á, cái tâm tính con cái mình như thế nào sẽ biểu hiện ra cái phòng của nó ở như thế. Nó sẽ sắp xếp phòng nó như thế nào, phòng nó sẽ có những cái gì, năng lượng nó như thế nào. Thì cái tâm nó như thế nào nó sẽ biểu hiện ra cái phòng của bạn. Và khi chúng ta can thiệp các phong thủy vào trong cái con cái của mình là để ảnh hưởng tốt cho nó, thì chúng ta sẽ can thiệp vào cái phòng ngủ của nó, cái chỗ học tập của nó, cái phòng vệ sinh của nó, cái ban công của nó, nghĩa là nguyên cái gì mà ảnh hưởng tới cái khu vực con cái mình nó ngủ nghỉ, nó làm việc, nó học tập ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp phong thủy vào đó để chúng ta điều chỉnh, để chúng ta gọi là âm thầm triệt tiêu đi những tư tưởng xấu của con cái của mình, âm thầm triệt tiêu đi những cái gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nó, về trí tuệ của nó. Chúng ta phải can thiệp ngay từ đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ là con cái của mình kết hợp với sự nhân hòa, nỗ lực dạy dỗ của mình nữa, kết hợp cùng phong thủy, thì chúng ta sẽ giúp cho con cái mình phát triển rất là tốt, tránh đi những nguy cơ tiềm ẩn mà chúng ta không kiểm soát được. Hãy từng xem những nhà mà con cái hư hỏng
thì là cái phòng của con cái phong thủy năng lượng cực kỳ yếu luôn. Cái năng lượng trong phòng của những đứa trẻ đó, những đứa con đó, năng lượng rất là yếu, rất là yếu. Cho nên á, bằng một cách sinh tồn theo bản năng á, những người con đó nó sẽ không thích về nhà, nó sẽ thích ra ngoài nhiều. Các bạn hình dung là phong thủy nó thực tế như vậy. Có nghĩa là năng lượng trong phòng nó quá yếu đi thì con cái của mình nó sẽ không muốn về nhà, không muốn ở trong phòng đó, nó muốn ra ngoài nhiều thôi. Mà đứa con cái mà nó xa cha mẹ, nó xa gia đình, nó xa nhà, nó muốn ra ngoài đi học rồi về ở một xíu thôi là phải ra ngoài đi chơi kiểu như vậy đó. Thì theo bản năng thôi, tại vì ở trong nhà nó quá mệt hoặc là nó không có thỏa mãn, nó không phát triển được, cho nên nó phải ra ngoài các bạn. Thì nó hư hỏng, ra ngoài nó hư hỏng, chơi bời hư hỏng. Còn nếu như mà những người con đó mà không có ra ngoài, vẫn ở trong những căn phòng mà năng lượng yếu như vậy thì nó không phát triển được, sức khỏe nó kém, nó bị trầm cảm, hoặc là trí tuệ nó học hành mọi thứ tính toán của nó không có phát triển được, nó không tính toán được, nó không có thăng hoa được các bạn. Thì rõ ràng là phong thủy nó ảnh hưởng rất nhiều tới năng lượng của những người con, cho nên chúng ta phải can thiệp vào. Nhiều cha mẹ cứ trách là tại sao con nó không về nhà, nó có đi miết, đi chơi hoài, về nhà là phải đi liền. Nhưng mà không biết được là năng lượng mình bố trí cái phòng của con cái mình á, nó quá tệ, nó quá kém. Và chúng ta trách nó là tại sao như vậy. Trong khi điều chúng ta cần làm là phải chỉnh lại cái phòng này đã, cho nó phải thích về, nó phải thoải mái nè, nó về nó phải thoải mái nè, kết hợp với việc chúng ta giáo dục nó. Thì lúc đó chúng ta mới không có thể đổ lỗi cho con mình được. Còn nhiều lúc chúng ta cứ suy nghĩ theo cách nhân hòa, suy nghĩ theo cách gọi là chủ quan các bạn. Chúng ta nghĩ là con cái mình nói như vậy, nhưng thực tế là có nhiều yếu tố ảnh hưởng ngầm tới nó ha. Và yếu tố cuối cùng về phong thủy mà giúp cho cái hậu vận mình nó tốt liên quan khía cạnh là chúng ta bảo toàn được, chúng ta giữ được những cái gì chúng ta đã làm ra, là một bí quyết về phong thủy. Đó là chúng ta phải quan tâm tới cái phần hậu của nhà mình, cái hậu phía sau nhà mình các bạn. Có nghĩa là chúng ta căn nhà mà nó dài, chiều dài của căn nhà, chúng ta chia cái chiều dài căn nhà làm hai ra, thì cái phần chiều dài căn nhà phía sau á, cái đoạn sau á, và cái phần sân sau á, nó sẽ quyết định được là cái chúng ta có thể giữ được những gì chúng ta đang có hay không, mà năng lượng chúng ta nó có dồi dào hay không là quyết định ở phần sau. Nó dồi dào, nó giữ được hay không á, chúng ta không có bị tán nó ra, là ở phần sau này. Và việc chúng ta tư duy, chúng ta ra quyết định, chúng ta giữ lại được những gì chúng ta đang có một cách tỉnh táo thì nó cũng được quyết định bởi phần sau này, về phong thủy các bạn ha. Thì hãy nói như vậy để các bạn hình dung là các bạn để ý là những căn nhà nào mà không có sân sau hoặc là có sân sau nhưng mà sân sau nó trống quách luôn, nó bị tán khí các bạn, thì những nhà đó cái hậu vận nó kém, là liên quan tới việc giữ chúng ta giữ không được các bạn. Ngay cả chúng ta giữ người cũng không được, chứ đừng nói việc chúng ta giữ tài sản lại. Hoặc là chúng ta giữ tài sản lại được thì người nó đi, chúng ta giữ là người được thì tài sản nó đi, kiểu như vậy. Thì cái phần sau, phần hậu nhà nó sẽ quyết định là người ở lại với mình, tài sản ở lại với mình là do phần sau này các bạn ha. Hay ví dụ các bạn hình dung là người Mỹ hoặc là những người ở Việt Nam mình luôn, cái nhà có sân sau luôn, nhưng mà sân sau là nắng gió gọi là nó tán loạn luôn các bạn. Cái sân sau như vậy thì rõ ràng là họ chỉ sống một đời của họ thôi các bạn, nó không thể mà truyền đời từ thế hệ này qua thế hệ khác với căn nhà như vậy được. Nghĩa là hậu vận họ nó không tốt, họ sống một đời họ hưởng thụ rồi xong đấy. Còn những cái phong thủy nhà mà của những gia tộc truyền đời á, thế hệ này qua thế hệ sau kế thừa như vậy các bạn, nó hậu vận nó tốt như vậy á, thì tất cả những cái nhà đó, cái hậu đường phía sau nó đều cực kỳ tụ khí, vượng khí và sinh khí. Có nghĩa là nó tụ rất là nhiều sinh khí và nó vượng rất là nhiều. Thì những nhà mà gọi là muốn hậu vận tốt, muốn kéo dài cái hậu vận của mình qua thế hệ này thế hệ kia tốt liên tục như vậy, thì cái hậu đường của mình, cái phần sau nhà của mình nó phải không được bế khí và không được tán khí. Phần đa mọi người sẽ bị trong hai tình huống này, hoặc là rất là bế khí thì cũng không được, hoặc là tán khí cũng không được luôn. Và thì đây là khía cạnh vấn đề mà Hải dành rất là nhiều thời gian để mà nghiên cứu chuyên biệt, nên Hải tự tin có thể giải quyết đúng và trúng đích những khía cạnh này cho gia chủ của mình. Thì những kiến thức Hải chia sẻ với các bạn trong video này đều được Hải trực tiếp nghiên cứu và chứng nghiệm rất nhiều lần trên rất nhiều gia chủ, cho nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like, một share, một đăng ký kênh để Hải có động lực ra nhiều video chất lượng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.